nhạc trên cặp loa Diatom DS73D. Đây còn là cặp loa chơi đa năng và bày rất là đẹp, với cấu hình khủng bass 32, với phần chest và phần mid được hãng loa Diatom trang bị màng nón Dynafarm cho chất âm rất là thoát tiếng và rất là hay. Cặp loa này có thể hỗ trợ các bác anh em chơi đa năng vừa nghe nhạc và vừa có thể karaoke gia đình được nhé. Cặp loa này mình sẽ giao lưu với các anh em với mức giá là 6.800.000 đồng. Loa đẹp xuất sắc, góc cạnh và đầy đủ e-căng zin đi kèm. Thông qua video này thì các anh em nào có muốn sở hữu cặp loa Diatom DS73D này thì liên hệ cho em mình theo số điện thoại trên bài đăng. Mình sẽ ship hàng toàn quốc, giao tận nhà cho quý vị các anh em.